Video này chỉ mang tính chất giải trí, không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thần phong mỹ tục Việt Nam. Ok, và hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nè. Và lại là mình, Phong Cận TV, đẹp trai với hành tinh vũ trụ thế giới điện ảnh Minecraft đấy bạn ơi. Và kế bên mình xin giới thiệu bạn đó chính là Bảo Mẫu Kyron, Bảo Mẫu Mèo Simi và Bảo Mẫu Sammy. Hello. Thì mấy bạn có biết lý do vì sao mình lại bảo Sammy, Kyron với lại Simi là bảo mẫu không? Thì đây mình sẽ cho bạn xem nè. Các bạn thấy nhà mình có gì đặc biệt không? Hôm nay tụi mình không làm YouTube, tụi mình làm giữ trẻ mọi người ơi. Hôm nay bọn mình sẽ không làm YouTube nữa mà mình sẽ chuyển qua làm giữ trẻ mọi người à. Nhưng mà không phải một đứa trẻ mà mình sẽ giữ 100 đứa trẻ luôn. Ba đứa trẻ bình thường nha. Hôm nay bọn mình sẽ giữ 100 đứa trẻ quái vật. Nghe lạ chưa? Chắc chắn mấy bạn nào cũng đã xem video 100 đứa trẻ của mèo Simmy rồi đúng không? Nhưng mà video của mình cũng là 100 đứa trẻ, nhưng khác Simmy ở chỗ là đứa trẻ là quái vật thai. Đó, em bé quái vật nha mọi người nha. Mình mới vừa đầu tư rất là nhiều tiền để xây cái nhà của mình thành cái nhà trẻ như thế này nè các bạn. Đó, và mấy bạn có thấy đằng sau lưng của mình có gì không? Xin giới thiệu với mọi người, đây chính là một cánh cổng Husky mọi người ạ. Đấy, ở trên đây có hình của mấy con Husky nè, thấy không? Đây chính là cánh cổng của Husky. Thì tại sao lại có cánh cổng Husky ở đây thì chắc bạn đọc tiêu đề bạn cũng biết rồi. Hôm nay bọn mình sẽ cùng nhau đi tìm em bé Husky để đem em bé đó về gọi là nhà trẻ quái vật của chúng ta nha. Đấy, cho nên mình đã chuẩn bị cái cổng này ở đây. Nhưng mà bạn cũng biết rồi, đã là em bé quái vật thì không có chuyện dễ dàng có thể kiếm được, cho nên bọn mình sẽ phải vượt qua rất là nhiều thử thách mới có thể đem được em bé gọi là quái vật Husky về đây. Cho nên các bạn hãy nhớ like cái video này và đừng quên hãy nhấn vào nút đăng ký kênh ủng hộ cho mình và tất cả thành viên của Hero Team nữa nha. Còn bây giờ thì mà like nhiều á là sẽ có tới video tập 2 nha. Đúng rồi, nhiều vô. Video này mà được 20.000 like đi. 20.000 like sẽ có tập 2 nha. Đấy, ok. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau vào trong cái cánh cổng Husky này và cùng nhau kiếm em bé Husky nha mọi người. Mọi người đồng ý không? Let's go. Yeah, okay. Okay. Let's go. Rồi bây giờ mọi người vô trước đi. Tôi vô sau, tôi quay cảnh mọi người vô. Đó. Vô. Tôi đi đây. Rồi ok. Vô nè. Rồi chúng ta cùng nhau đi kiếm em bé Husky quái vật nào. Hay à. Ui, ui cái gì? Cái gì mà sao rơi xuống lắm à? Sao chết queo luôn. Trời ơi là trời, mấy bạn ơi nguy hiểm quá. Đúng là ngôi nhà của Husky hơi bị nguy hiểm luôn bạn ơi. Vừa nhảy qua cái thôi rơi xuống lava. Ủa mà cái này là gì đây? À thì ra là một cái bẫy ở trong nhà của Husky mọi người ơi. Ui mọi người nhìn nè. Ở chỗ này nguyên một cái mặt của Husky luôn. Từ từ để tôi chỉnh trời sáng lên xíu cho mấy bạn xem nha. Trời ơi, cái gì có Husky nó cười như thấy ghê quá à. Trời ơi trời. Ấy, bây giờ nhiệm vụ của chúng ta là phải vào trong cái ngôi nhà Husky này để bắt được con Husky con đem về nhà trẻ của mình các bạn. Để tôi xem cái bẫy đầu tiên là gì đây. Trời ơi mọi người ơi nhìn nè. Mấy cái lóc kim cương nó xuất hiện xong nó biến mất, nó xuất hiện xong biến mất nè. Hình như chỗ này là phải bắt cua á mọi người. Tôi thấy cái này khó nè, cho nên tôi xuân phong đề xuất Simmy nhảy trước. Cái gì cái vậy? Trời ơi, sợ cái lào, cái này dễ. Cái này á, mũi nha. Để cho các bài lóc nó xuất hiện lại đã. Đấy. Nó xuất hiện này nhảy quá. Hí. Hí. Ôi. Hí. Ôi trời. Ôi trời. Ôi trời. Ôi trời. Nghe dữ vậy. Ôi cũng canh hay vậy. Từ từ tôi cũng canh rồi. Tới lượt Sam á Sam ơi. Cố lên. Hí. Hí. Từ từ thôi. Bình tĩnh. Cứ bình tĩnh từ từ thôi. Hay quá. Rồi tới lượt Kai. Tới lượt Kai. Cố lên Kai. Trời ơi ok. Được rồi ok. Bây giờ nó reset lại mình nhảy liền nè. Simmy còn qua được mà Kai không qua được là nhục lắm á nha Kai. Đúng rồi. Ok, cuối cùng thì bọn mình cũng đã vượt qua được màn 1 rồi. Kết thúc video tại đây, bye bye. Giỡn, vẫn còn. Trời ơi, cái này là ngôi nhà của Husky mà đâu có ít bẫy vậy được. Chúng ta qua cái căn phòng tiếp theo coi xem coi lại gì đây. Ui, cái gì vậy? Tại sao là lava hoài luôn vậy?
cây nào để mình đu qua luôn á. Này là xì tin đúng không? Này là lừa thôi, này xì tin nó uống thử đây. Uống thử nè, ông uống nè, ông uống nè. Trời uống nè, uống quá rồi. Trời ơi mấy bạn ơi, cái này là bẫy lava, không thể nào mà qua được đâu, mà cái này còn là lava thật nữa, làm sao qua được? Bọn mình là người mà đâu phải là quái vật lava, làm sao mà bơi được trời? Nó có cái gì bay bay nè. Ồ, nó bị hơi hỏi rồi. Ôi, gì vậy? Mọi người. À, thì ra ở bên dưới này nó có một cái máy quạt, chúng ta có thể bay lên được mọi người ơi. Qua đây. Ôi, xịn nha. Ôi, mấy bạn ơi, mình nặng quá, mình té xuống rồi. Trời ơi, cay là cay. Có vậy hay cũng té nữa. Trời ơi, cay à, giảm cân nha, cay nha, cay dạo này nặng quá, cay nhảy qua không được, thấy không? Trời ơi, dạo này tôi nặng quá, tôi nhảy cái là tôi té rồi mấy bé ơi. Ôi, này khói nha, nhìn cái lần khói mà biết nha. Tôi tiếp bà rồ quá, tôi đi qua được luôn nè, mọi người thấy không? Đó, đó, trời ơi, xịn quá, xịn quá. Ôi trời ơi, rồi xong tôi té rồi, xong tôi mới vừa nói tôi hay xong tôi té luôn. Trời ơi, 10 điểm. À, khó. Hey. Các bạn biết gọi đây là cái gì? Đây gọi là đang chơi đùa, chơi đùa với mình. Cái gì vậy? Tại sao cay đẩy mình? Trời. Ủa vậy hả? Mình tưởng đâu là bây giờ mình bay thẳng qua kia là được luôn chứ. Không được. Bây giờ nè, cay nghe Thảo Phong nè, cay phải nhìn hiểu không? Nó có mấy cái khói màu trắng nè, cay phải coi chỗ nào có khói trắng, cay bay theo hiểu không? Ai da! Ôi trời. Sao vẫn được, tôi vẫn lên được. Cái này là Phong đang múa lửa trên không. Đúng rồi, Phong đang múa lửa trên trời nè, thấy không? Đó. Thời gian qua nhỏ kia xong mình học được từ chưa múa lửa. Sim mới đẩy mình, trời ơi, Sim mới đẩy mình. Rồi xong, Sim mới lại chết rồi. Ok, không sao, còn tui với Sam qua được. Ê, ôi. Ui. Đi từ từ, ui. Đi từ từ. Yeah, mình qua được rồi. Mọi người ơi, cố lên mọi người. Ủa, cây Ron đâu rồi? Mình đang tắm tí đó bà, mình đang tắm suối nước nóng tí. Mình thấy luôn. Tại Sam nãy giờ té hơi nhẹ, ơi Sam ơi, hai đứa mình bà rồ quá. Chứ sao nữa, trời ơi, tôi là dân bà rồ rồi hả? Tôi đi lần qua ai cho tôi chứ bà rớt rồi đó. Thôi té nữa, cay ron thời. Trời ơi, sao nó khó như vậy ta? Tại cái này màu đỏ chứ phải như cái quạt tắm vậy. Trời, cái này lava đó cay. Mất mặt đàn ông con trai quá cay ơi. Mình cũng thấy mình mất mặt quá, trời đất ơi. Simmy qua tới đây nè, cay, trời ơi trời. Cố anh Sim. Sim mà qua đây được là sẽ hơn cay rồi. Cố anh Sim. Ủa sao qua được? Qua được chứ, tại vì cay không khéo léo quá, cay cố lên cay, nhanh lên. Trời ơi, sao mình không thấy một cái vực trắng hết trơn vậy? Cố lên. Ui. Cố lên, cay ơi. Chậm thôi, từ từ thôi. Cố lên. Cái gì vậy? Sao mà ông té hoài vậy cay? Từ từ, giờ mình nên... Bình tĩnh, bây giờ okay, nè, okay, bạn cứ chậm thôi. Cố gắng nhìn coi khói nó bốc lên từ hướng nào, chậm thôi. Rồi ok bạn ơi, mình thấy rồi bạn ơi, bạn đợi một tí nha, đợi. Mình đang bơi qua đây à. Cố lên. Ôi, đó bắt đầu được rồi nè, bắt đầu quen rồi nè, cố lên cay. Bờ rồi đó. Sao mình thấy cay đôi, mình thấy thương quá bạn ơi, từ nãy giờ té mấy chục lần luôn. Coi chừng nha, chỗ này có chỗ quẹo nha, coi chừng nha. Ok. Cố lên. Ủa, sắp qua được rồi. Cố lên. Yes! Hay quá, đỉnh quá. Rồi, sao có được. Tưởng thế nào, hóa ra ngôi nhà của con Husky này cũng dễ ẹt. Chỉ cần gọi là thông minh một chút xíu thôi là qua được. Chỉ có nước như cây ron là từ nãy giờ hơi lâu thôi, trời ơi. Nãy giờ mình nhường thôi. Nhường hả, cả xe ơi, thôi bây giờ mình qua cả con tiếp theo nè. Ê, con tiếp theo là gì đây? Ui, cái gì đây? Ủa, gì vậy? Cái này là gì vậy? Mọi người đi theo tôi, đi chậm thôi nha, coi chừng á. Đi qua đây, qua đây. Đâu rồi, chậm nè. Trời ơi, đừng đẩy tôi, đừng còn một cái. Trời ơi, nó tắt một cái là bao nào luôn nha. Ủa, con gì quýnh tôi vậy?
Ôi chết rồi mọi người ơi, tính ra cái căn phòng này á nguy hiểm lắm, không phải là muốn vô được là vô đâu. Bây giờ bọn mình phải có vũ khí, có ai mang vũ khí gì không? Súng hay là kiếm gì cũng được, có ai không? Ủa? Vì tôi có đeo vũ khí rồi mọi người. Trời ơi, cay là cay, từ nãy giờ có vũ khí mà không ơi. Đây, đây. Biết đâu, quên nè, đó chia cho mọi người. Ôi, nhập cái nào luôn á, không ơi. Ôi, ok ok được rồi, bây giờ nè mọi người nhớ nè, chúng ta phải đi chung với nhau. Hình như cái này là cái mê cung á, bọn mình không thể nào lạc nhau được đâu. Bây giờ mọi người đi theo tôi nha, tôi giỏi cái trò mê cung lắm, đi theo tôi. Chắc chưa vậy? Trời ơi tôi tin được không? Ôi, cẩn thận nha mọi người, không là lạc á. Có anh vô đây đây. Ôi đau quá. Ôi quạt nè, có hất ghi nè mọi người, quýnh đâu ghi nè, hất ghi nè, hất ghi nè. Ok ok sơ ghi sơ ghi. Qua bên đây, qua bên đây. Cẩn thận nha. Rồi, xong luôn. Cái gì mà cay, bị cay đâm. Cay, để xin đón cay nè. Qua đây. Bây giờ nha, ở chỗ này nè, nó có một con đường. Hình như là nó có gai ở hai bên luôn. Bọn mình phải chạy không qua được. Nghe chưa? Ôi. Rồi, vô nè. Trời, cái gì mà Hất ghi quá. Trời ơi, Phong mới đắm sao kìa. Trời ơi. Không có sao ơi, Phong không cố ý. Đừng có xạo ông ơi, trời ơi. Phong không cố ý thật mà sao ơi. Ê, đây nè, để mình trả lại kiếm cho mọi người nè. Có ai bị mất kiếm không vậy? Ê, thấy ông mà bị ông chém nè. Ok, được rồi, đi mình đi tiếp nào, qua đây. Ê, trời ơi, luôn á. Tôi đứng kế bên hất ghi luôn mọi người ơi. Cái gì vậy? Quýnh đâu. Ôi, Phong. Nguy hiểm quá, trời ơi, cái gì mà cái mê cung này á, nó vừa có hất ki mà nó còn vừa có gai nữa. Nãy giờ nó đâm tôi quá trời, lủng mấy lỗ luôn rồi nè. Ôi, hai có hất ki luôn nè. Qua đây mọi người, hai có hất ki luôn. Kiểu này là chấn thương sọ não luôn bạn ơi. Ôi, bên này còn con nữa nè. Ui, đừng quýnh tôi mọi người ơi. Tôi đang hất ki rồi. Cứu không có được, đây. Đúng rồi, rồi. Ôi, còn mấy tim mà trời ơi, trong này vô đây là mất tim hết luôn. Ra ngoài đây mọi người, ở trong đây nó vừa hẹp mà nó còn vừa nguy hiểm nữa. Bọn mình chỉ cần không để ý một tí thôi là mấy cái gai xuất hiện liền. Trời ơi, đâu quá. Qua đây mọi người, qua đây. Sợ quá. Ây da, quy da. Cố lên. Tôi còn hai tim mấy má ơi. Thôi bây giờ bọn mình đứng im mình cho hồi tim đi. Oh my god, trời ơi. Trời ơi, con hất ki đánh cay chết queo rồi. Oh my god, mình còn có một tim với bạn, hồi nãy mà Sam mới chém mình cái còn một tim luôn á Sam. Trời ơi, hôm sau để tôi truyền năng lượng nha. Rồi, truyền năng lượng đó. Rồi, truyền năng lượng đó. Mọi người để tôi qua trước cho tôi test cho tôi suy nghĩ cách coi. Bây giờ cách để có thể vượt qua được con đường này, tôi nghĩ rằng là chúng ta cần phải chạy gọi là hình zig zag đó mọi người, là kiểu che trái phải á. Đây để tôi làm trước cho mọi người coi nè. Hơi trái phải trái phải tôi sẽ đau hơn đúng không ta? Hơi. Rồi thua rồi. Vậy hay quá. Trời ơi bạn ơi, cái gì mà không vừa mới qua không bị đâm chết queo rồi. Ok thôi để Phong làm lại nè. Ok bây giờ Phong sẽ nằm xuống nè. Ôi, chưa. Mọi người bò đi mọi người. Bò đi mọi người. Ủa rồi bây giờ cái đường nào để mình đi vô trong? Đây bên này. Rồi, qua đây mọi người. Chúng ta cùng nhau đến với màn tiếp theo nào. Ha, nếu như mà theo tôi nghĩ á thì đây chắc chắn là một con map mà chúng ta sẽ phải đua xe gọi là bắt cua lên trên đây mọi người ạ. Chúng ta không thể nào bắt cua như người bình thường là bắt cua bằng chân được, mà chúng ta sẽ phải bắt cua bằng xe. Ôi, cái này lạ nha. Trời ơi, chuyện lạ Việt Nam đúng không? Thường người ta bắt cua bằng chân, bay bắt bằng xe. Đúng rồi. Đây để Phong thử trước cho mọi người nè. Cái này là Phong lần trước Phong có chơi gọi là đua xe thử á. Cái gì xem? Ủa gì xem? Trời ơi, xem xe vậy? Đó là trời. Trời ơi, để xuống xem ơi. Để cái xe xuống, tí nó gãy cổ bây giờ. Được rồi, bây giờ thì mình sẽ bắt đầu hướng dẫn cho mọi người cách để có thể vượt qua được con map này nha. Mọi người xem mình đây, lần trước mình có thử gọi là đua thử trong video của Sam rồi, coi Phong nè. Ghê, racing boy dữ ta. Xin lỗi, làm lại, tôi đập cho, đây vô đây, trời ơi, tôi đây.
không giỏi kỹ thuật xíu, mọi người đã chiêu Phong rồi. Đây bình tĩnh để Phong làm lại cho mọi người coi. Quay ông nghe xem rồi thử nha. Ôi chà. Đó, ui, lại nè. Mất đầu nha, dữ nha. Lần này chắc chắn là được nè, coi Phong nè. Đây mấy bạn fan coi Phong này nha. Đây đây đây. Ngay từ Phong phải ngắm thẳng mọi người ơi, phải ngắm thẳng, không được lệch, hiểu không? Đấy. Hoa. Ủa, qua đây luôn. Ghê quá, đỉnh quá. Ok, tiếp tiếp tiếp. Mọi người cổ vũ tôi mọi người. À, đẹp tấm quá. Trời ơi, hay quá. Ok. Hay à. Hai con xe luôn. Ok ok. Rồi rồi, tiếp nè, tiếp nè, tiếp nè. Từ từ, cái đoạn này hơi khó nha, đoạn này hơi khó nha. Mình lui xe là mình sẽ dễ bị rơi xuống dưới các bạn ạ. Ok. Trời ơi. Thảo ơi, cẩn thận nha. Trời ơi, ông mà không làm được anh giống. Trời ơi, hay quá. Rồi, combo sao? Luôn, combo hai phát luôn, ghê không, ghê không? Yeah. Hey. Đó, tôi qua được nè. Ui trời ơi. Hay quá. Rồi ok, bây giờ tới lượt mọi người đó mọi người. Rồi cho chị em đi. Đây, để chị. Rồi chị em. Rồi, sơn xe luôn, Phong gà không có xe màu. Rồi, sao đua trước đây. Bây giờ tôi đua, tôi chỉ mọi người cách đua. Bây giờ mọi người cách đi, nó là thẳng là nhìn nào nha. Đây, đây, đây. Bắt đầu nè, đó, dễ dàng thôi. Rồi, rồi tiếp đây. Đó, người kinh nghiệm của người biết lái xe ô tô khác liền đây. Rồi đi thẳng thôi, thẳng thôi, thẳng thôi, thẳng thôi, lui xe này. Hay quá, Sam ơi, hay quá, cố lên, cố lên. Tôi là tôi không có múa nhiều đó, tôi múa nhẹ thôi, đó, múa sơ sơ thôi. Đó, dễ quá, dễ quá, bờ đồ quá, bờ đồ quá. Trời ơi, mũi. Trời ơi, kỹ năng xe. Racing Boy của team này ai cũng đỉnh vậy ta. Trời ơi, ông tin tí tôi lái xe lưu trong xe không? Ủa trời ơi. Này đập điện, này tuổi gì với tôi. Trời ơi, trời, đây. Thôi được rồi, gáy nhiều quá bà nội, một tí nó té, bây giờ cố lên nè, qua luôn, qua luôn. Trời ơi, tôi là tôi hơn ông mà nghĩ ra. Xạo nè, xạo nè. Thì gáy. Gáy xạo thế. Gáy nè. Ôi, trời ơi, không ngờ luôn mọi người ơi. Xạo quá à. Trời ơi, sao? Hay quá rồi, xong đó. Hay quá, Sam ơi, nhục quá, đội cái xe lên đầu luôn, hay quá. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Ủa? Ok, mình là Việt Nam Racing Boy. Trời ơi, lỡ cái đồng, từ từ, từ lỡ cái đồng. Nó nhục ơi là nhục luôn ai. Mình không nuôi đâu. Ủa trời ơi. Cái gì cái xe nhúng tưng 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 vậy. Không nuôi được. Lỡ cái đồng, lỡ cái đồng. Ai đi xe kỳ quá hả. Lại đây đây đây, rồi rồi ok, rồi rồi lùi xe lại nè. Đấy, 1 2 3. Woo, qua luôn rồi. Tiếp 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 theo. Ấy ấy cha gì cái ấy cái đây là cái thôi. Ông để cho sim qua trước đi, ông để cho sim qua trước đi. Nè, ông nhìn nè, Simmy làm một lần duy nhất là qua luôn nè, cho ông nhục chơi nè. Hả, à, cố anh Sim. Trời ơi, lui cái xe con không biết lui nữa thầy luôn, cái gì mà có bằng lái xe á trời. Trời ơi, ông ơi, ông muốn solo với ngoài đời hả, ok. Nếu ông muốn chúng ta có thể làm một ván chứ hả, ván đua xe cũng hả. Đua xe, dạ. Cái gì mà đua xe, học bằng lái xe mà gọi là lùi cái xe cũng không biết lùi nữa. Trời ơi, trời đó, giờ phải trên cái xe đặt lại. Trời ơi, là skill đó. Là em sao? Ê, tính là cái nó sáng tạo lắm luôn á Sim. Chứ sao trời. Cái trời này, xe xe có một cái này thì nó cũng hơi một tí là ăn gian mọi người. Nhưng mà thôi vẫn chấp nhận được. Trời, chị em tôi là toàn là độc nhất vô nhị, không ai sao làm nó kim cương mà. May mà tôi chưa bưng xe đi là được á. Đúng rồi, sao bằng Sam được. Chạy Sam chở xe luôn chứ xe chở Sam gì. Sammy á, thì Sammy gọi là bưng nguyên cái xe chạy luôn. Còn Sim là mỗi lần mà lui xe là Sim phải khinh cái xe để gọi là quay đầu. Ủa trời ơi. Tính là Sim ơi, tính là chị em mình nữ tính chứ ha. Chị mình nữ tính chứ. Yeah, rồi ok, hay lắm. Tới lượt Kai rồi. Rồi ok, Kai làm lại nè. Đấy, chà. Đấy, lui xe lại. Chưa hiểu lý do tại sao Kai không chưa có bằng lái xe. Thời luôn á Kai. Tôi thời luôn á, tôi nhục nhã khi mà được làm bạn với ông luôn á Kai. Kai ơi, cần chị xuống xong Kai leo đầu chị chở cho ông Kai. Chứ chị thấy nhức mắt quá Kai
ơi, trời ơi. Hèn không, gì không, không không. Nhất định phải làm được. Đấy. Rồi xong. Cố lên, cố lên. Vậy cái xe về cũng thì mệt thấy không? Mình tự ve xe chứ mà mình không thèm khinh xe như mấy bạn trời gái. Ơi, đúng rồi, hay quá. Tôi ve thôi nhưng mà tôi bưng cho nó khỏe vẫn thôi. Lái được chứ bộ. Cố lên cày, cố lên. Hay quá. Chạy thẳng thôi, đừng lạng đâu hết, chạy thẳng thôi là được. Nãy giờ mình múa tí thôi, vậy mà hội chị em tưởng mình gà thiệt. À, hay quá, hay quá, hay quá. Combo hai phát luôn, đỉnh quá. Hay quá. Trời ơi, Kairon vừa có một pha thể hiện vô cùng đỉnh cao các bạn ơi, nhưng mà hơi tốn thời gian xíu. Ừ ok, không không sao, nói chung là qua được là được rồi. Ok, thì bạn thấy ai là người đua xe đỉnh nhất thì nhớ comment xuống dưới cho mình biết nha. Còn bây giờ chúng ta cùng nhau đến với căn phòng tiếp theo nào mọi người ơi. Ok, let's go. Ủa? Ui, cái gì đây? Ủa? Ủa gì vậy? À, ui trời ơi, bên dưới này có nước nè mọi người. Nhảy 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 nhảy. Nhảy đâu rồi? Trời ơi. Hay quá, hay quá. Ủa cái gì? Sao cái phòng này nhìn dễ thương vậy? Mấy con hất ghi nhìn nó nghe vậy? Hả? Ủa? Huy đang ngại ngùng nè. Ủa gì vậy? Nó để hai cái tay của nó kiểu gọi là ngại ngùng nè mọi người. Trời ơi. Oh my god. Trời ơi trời, nhìn đúng dễ thương luôn á. Ủa nhưng mà khoan mọi người ơi, tính ra là bọn mình vào trong căn phòng này để bọn mình đi kiếm con hất ghi gọi là con nít mà tại sao từ nãy giờ không thấy đâu hết ta. Mọi người có thấy con hất ghi em bé đâu không? Ủa gì kỳ vậy? Ôi tôi có thấy đâu, có cái nào không bào lộn chỗ hay sao ấy nè, nhìn hồi chưa có đâu. Lộn chỗ đâu mà lộn chỗ, tính ra cái phòng này nè bà nhìn đi, nó in hình của con hất ghi nè, chắc chắn là nhà của nó đi. Ủa đây nè, mọi người bên đây nè, bên đây nè. Hình như đây nè. Thấy rồi nha, thì ra từ nãy giờ nó núp ở trong đây nè mọi người. Trời ơi trời. Trời ơi đâu. Nhìn nè. Ui nó quay qua kìa. Ui. Trời ơi. Ôi, nhìn cua teo vậy. Trời cái ơi cua teo á. Nhìn nó bé tí tẹo, nhìn đáng yêu dưới ta. Trời ơi bạn nhìn nè, con Husky nó bé tí tẹo luôn mọi người ơi. Husky ơi, anh nói em nghe nè. Bây giờ á anh đang có một cái nhà trẻ, có 100 người bạn lận, không biết em có muốn về nhà trẻ của anh chơi không? Muốn không? Bé ơi. Ui. Nó nhảy tưng tưng nè, hình như nó múa hay sao á. Ủa nó chạy đâu vậy? Ôi ơi, đúng rồi. Ủa chạy đâu vậy? Ôi gì vậy? Ủa chạy đâu vậy? Ôi. Ủa em ơi. Ủa nó làm gì vậy? Tôi biết rồi, hình như nó sợ hay sao, nó không dám đi nó gần mình nè. Ồ, nó sợ hả? Ôi yên tâm đi, một tí nữa mình chơi chung nó hết sợ à. Ủa nhưng mà đi đâu người ta, làm gì ở giữa phòng vậy? Ủa? Ôi không biết. Trời nó đòi cái gì á phòng, hình như nó đòi muốn cái gì đó kìa. Ôi. Ôi. Ôi cái gì vậy? Ôi. Ôi nó biến tôi. Cái gì mà hồi nãy nó còn bé tí tẹo vậy, nó to đùng vậy? Gì vậy? Ôi trời, cái con này phải là em bé tí không nhở, hay là người lớn nhở? Nó là em bé đó, nhưng mà hình như nó có phép thuật, nó biến to sao mọi người ơi, chạy đi mọi người ơi, đuổi kìa. Chạy đi mọi người. Ôi Phong ơi, bây giờ mình nghĩ là chúng ta sẽ phải sử dụng cây kiếm để chúng ta đánh nó thôi. Không được, không được, chúng ta không thể nào dùng kiếm đánh nó được đâu. Bởi vì nó là em bé, chúng ta không thể nào đánh nó là tổn thương cái nó làm sao. Vậy chứ giờ mình phải làm sao đây? Em có khi nào mình bị đuổi tại vì nó tưởng tụi mình là đồ chơi không? Nè tụi mình nhỏ xíu mà. Tôi cũng không biết nữa nhưng mà à đúng rồi, tôi biết cách rồi. Chắc chắn là con Husky này á, nó là con nít nhưng mà chẳng qua là nó biến to thôi. Bây giờ bọn mình cần lấy đồ chơi đâu, mình dụ nó là chắc chắn là sẽ được. Có ai mang đồ chơi không? Hồi nãy ở nhà trẻ có ai mang đồ chơi không? Đồ chơi hả? Trời ơi may quá, tôi có đem nè mam ơi, chạy nó đuổi giật tôi kìa. Đây đồ chơi chơi nè. Đặt ra. Đây nè đồ chơi nè, đó đồ chơi. Trời đồ chơi luôn. Ê, à, đúng rồi, chơi ơi. Husky ơi, em nhìn nè, quá trời đồ chơi nè. Lại đây chơi đồ chơi với bọn anh chị nè. Husky ơi. Trời ơi, đừng đuổi anh chị nữa. Cố lên. Chơi đồ chơi nè. Đồ chơi nè, đồ chơi nè. Trời ơi, khoái kìa. À, khoái rồi. Ui, ui biến nhỏ rồi kìa. Ui. Hay quá. Hay quá, rồi xong nó thích đồ chơi rồi, nó biến nhỏ lại kìa. Ui, dễ thương quá hả. Ôi trời ơi, đúng mệt luôn á. Bắt được con này đúng mệt luôn á trời. Ôi, thôi rồi, ok bạn ơi. Cuối cùng thì bọn mình cũng đã bắt được Husky rồi. Con Husky mà bọn mình cũng đã thu phục được nó rồi. Bây giờ mệt bọn mình quá. Sẽ đem nó về nhà trẻ của bọn mình nha. Trời ơi mệt quá. Đi thôi. Hôm nay mệt quá. Let's go. Rồi ok. Chúc mừng bé Husky đáng yêu đã đến với nhà trẻ quái vật của Phong Cận TV đẹp trai. Và từ bây giờ em sẽ được sống ở đây vui chơi, có rất là nhiều đồ chơi cho em luôn. Sắp tới đây anh sẽ kiếm thêm những người bạn quái vật nữa để có thể có thêm bạn cho em chơi chung được không? Được không? Hả em bé Husky? À ôi, trời ơi, nó vui quá. À. Cảm ơn được chưa? Ok được rồi, thôi em đi chơi đi Husky, em đi chơi đi. Chơi đồ hàng đi nè. Thích nha, trong này hơi bị nhiều
nhiều đồ chơi luôn đó. Được rồi, ok bạn ơi. Vậy là trong tập này mình đã có thể kiếm được một em bé Huggy vô cùng đáng yêu cho nhà trẻ quái vật của mình. Thì có bạn nào thích cái nhà trẻ quái vật này không và thích em bé Huggy này không thì đừng quên là hãy like cái video này và comment xuống bên dưới cho mình biết nha. Và trong tập sau mấy bạn muốn mình sẽ gọi là kiếm thêm những em bé quái vật nào khác nữa thì bạn đừng quên là hãy comment xuống bên dưới cho mình biết nha. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại anh em trong video lần sau. Tạm biệt. Bye bye. Hello team.